大年初一忘记过去错失，年年有今日个孙仲整多个失，一到初二祝你可以万事如意，日日如是，搵多啲搵多啲 say sorry， 赤口都唔使斗气，你就我就你又就嚟初四，所有贵人 call 你冲六七，以后每一个节日祝你假期当六日。句句噱头又清心，提升你运气，福气就近，拍拍膊头就放心，平安会令你十倍精神，个个笑容又够真，纯真嘅面相一笑合衬，老友过年大变身，有我陪你发奋，恭祝你在这新春爱可相传，让世间充满无限美，愿各种喜庆永保存，共庆祝新岁全个温暖。Tôi đã quyết định ngày 5 tháng Giêng là ngày đại cát, sẽ cử hành lễ nhậm chức của thị trưởng, bộ trưởng Uông và cục trưởng Trường, hai người hãy sắp xếp công bố tin tức này. Lão già mắt dịch, chúc mừng anh. 5 là ngày đại cát, việc gì cũng thành, ngày cái tạo phản cũng thích hợp, anh sẽ thành công mà. Phải đi cầu nguyện, để phải đi cầu nguyện cho mọi việc xui xẻo qua hết. Năm nay chúc mọi việc anh sẽ được thuận lợi hơn. Anh cầu hơn. Được quẻ sâm này gọi là khương công phòng tướng, là sâm thượng thượng. Ủa vậy sao? Chọn ngày lành làm việc khi nào là tốt nhất? 5 tới là ngày lành trăm năm hiếm gặp, chuyện gì cũng tốt. Vậy tức là đến nhà cướp của, giết người phóng hỏa cũng là ngày lành sao? Đừng có lo, tôi chỉ là người bán thịt heo, muốn tìm ngày lành để mở sạp mới thôi mà. Ồ, vậy thôi phải không? Cứ chọn 5 đi, chuyện gì cũng tốt. Cho dù dọn nhà cưới hỏi, động thổ khai trường, nấu nướng, việc gì cũng là. Thưa má, đầu tâm chúc má dồi dào sức khỏe, chơi liên tục 36 vòng cũng không thấy mệt. Ngoan. Sếp còn chúc má mọi chuyện được như ý, vinh hoa phú quý. Ngoan. Chúc bà chủ năm nay đánh bài thắng nhiều tiền đầy túi. Chúc mừng, chúc mừng. Bà chủ uống trà. Ngoan. Ngoan lắm. Wow, ngọt quá. Đương nhiên. Nè, má cũng có lì xì cho hai đứa. Nè, chúc hai đứa mọi chuyện được thuận lợi, có nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà chủ. Nè, má còn nhiều thứ muốn cho hai đứa. Hả? Cái này là cho tép con, cái này là cho đầu tôm. Wow, đẹp quá đi. Hi, còn nặng tay nữa nha. Sao năm nay bà chủ chơi sang quá vậy? Đâu có gì đâu. Thật ra mấy thứ này là của hai đứa. Hả? Con có phần thưởng thẻ vàng hồi nào vậy? Hình như con có chút ấn tượng. Nè, lúc đó anh em mình còn rất là nhỏ, bộ có phải hai miếng thẻ vàng đã bị người ta ăn cắp rồi à? Thật ra thì là do má trộm thôi. Tại lúc đó đánh mặt trượt thua dữ quá, cho nên má đem tới. Cái gì? Bình tĩnh chút, bình tĩnh chút, bình tĩnh chút. Má thấy Vĩnh Sương Thịnh hiện giờ làm ăn cũng khấm khá, má đặc biệt đi mua hai cái mới cho hai đứa, đắt hơn cái hồi xưa nhiều. Hai đứa có lời rồi đó. Đừng vậy mà, cứ coi như là cái cũ không đi, cái mới sao tới. Thà cho má đó. Ây dạ. Ây, anh Phi, bây giờ ăn cơm rồi, qua đây đi. Ây, ăn cơm, ăn cơm. Hey, cái đám nhóc này, năm mới Tết đến còn tráng ngủ nương nữa. Coi ngon quá. Hey, chắc là mùi cơm vừa mới bày sàn mới nhắc đã tới. Tới liền, tới liền. Hey, năm mới, năm mới. Năm mới phát tài. Năm mới phát tài. Năm mới phát tài. Ba của sao chúng ta xin chúc cho anh Phi bước tới tiến bộ. Chúc bà chủ chúng ta nguyên. Cảm ơn, cảm ơn. Chị trẻ con diễm tuyệt Quảng Châu. Cảm ơn. Cảm ơn. Hòa khí sinh tài. Cảm ơn, cảm ơn. Như hổ xanh hoài. Đồ tôm phát lì xì. Nó nói gì vậy? Cái này gọi là người cầm chúc Tết. Vui quá nói không nên lời. Lì xì. Năm mới phát tài ha. Cảm ơn Phi. Cảm ơn lì xì. Nè 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 nè. Lì xì đầy túi nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Cho tiên xin quá đi.
Năm mới chúc bà con vui vẻ. Năm mới phát tài. Năm mới phát tài. Chúc bà sức khỏe dồi dào. Cảm ơn. Hay dạ. Anh Tu, chúc mừng năm mới. Năm mới phát tài, phát lì xì. Cảm ơn, cảm ơn. Bạn sửa tốt với em gái của tôi. Chúc một câu may mắn đi. Đột nhiên tôi có linh cảm. Từng chấm trên tờ giấy đỏ thấm làm náo nhiệt xuân đến với mọi nhà. Đến phiên tôi. Pháo trúc thanh trung nhất tuế từ xuân phong túng noạn nhập đồ tống. Wow. Âm lịch dương lịch an cư lạc nghiệp lịch ngày tốt. Năm cũ năm mới phú quý ca tường khánh phân niên. Good. Hay lắm. Chúc mừng năm mới. Em đấy nha, năm nào chụp hình Tết em cũng đều rành mà hết. Giờ đã lớn khôn nghiêm túc chút đi. Em chỉ thấy chị năm nào cũng tỏ ra mặt nướng tuổi nguy nghiêm. Bây giờ chọn Tết chọn lui không biết sợi nào hợp. Em thấy thì sao? Sợi bên trái đi. Vậy em đeo vô đi. Tặng cho em. Dĩ nhiên rồi, em gả vào đường gia cũng lâu mà chị chưa tặng gì cho em. Mau đeo thử đi. Hơi à Thiệu Nghiệp, con thật sự giống y như là ba năm xưa. Con quản lý bách hóa vạn hoa đạt nhiều thành tích, coi như đã nổi bật lắm rồi. Dạ dàng cũng rất nghe lời. Huống hồ con là con trai. Nhưng ba, ba có thể rút chân ra giùm con được không? Vừa khen con thôi thiệt là. Nè nè, các vị có thể vào chỗ được rồi. Được nào, qua bên này. Chị hai bên rồi, này rồi. Tam lão gia, hình như khác với năm ngoái thì phải. Đương nhiên, năm nay có thêm vợ tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy hình như là thiếu một ai đó. Phải rồi, bình thường anh Hòa đứng cạnh tôi mà. Đâu có, anh đứng ở bên này mà. Lúc nào mà cậu ta chẳng đứng khép một bên. Khi chụp thì chỉ được một nửa bên mặt thôi. Giờ nếu biết sớm Lễ Hòa là con trai của thị trưởng, từ lâu tôi đã cho nó ngồi trước đại sảnh, kế đó kêu thợ chụp hình phóng tấm hình thiệt lớn rồi treo lên, thiệt là oai phong. Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau chụp hình đi, lát nữa người ta tới chúc Tết. Vậy được, mọi người nhìn vào ống kính. Chuẩn bị, 1, 2. Cô hai à, Tết nhất đến nơi, cô hãy cười tươi chút đi, giống như là đã tìm được cậu hai rồi vậy. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị, 1, 2. Thị trưởng ba, con chúc ba sức khỏe dồi dào, muốn gì được nấy, gặp nhiều may mắn. Ngoan, ngoan lắm. Không ngờ anh còn được uống ly trà của đứa con trai ngoan. Anh hai, mùng một Tết nên lựa lời lẽ may mắn, uống ngụm trà trước đi. Phải. Trà đúng là ngọt liệm, rất là thơm. Nè, lì xì cho con. Cảm ơn thị trưởng ba. Con không ngờ khi Tết đến con có thể nhận được lì xì từ thị trưởng ba. Sao hai cha con cảm xúc dữ vậy? Mặc dù đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau mừng Tết, sau này năm nào cũng được như vậy. Mỹ Linh nói có lý. Ba còn muốn chứng kiến con làm thị trưởng và có thể lập sự nghiệp. Thị trưởng ba, con sẽ cố gắng. Nè, mau đứng lên qua đây ngồi gần ba. Con thay chức thị trưởng đã 3 tháng mấy rồi, biểu hiện của con ba rất là hài lòng. Cảm ơn thị trưởng ba. Nhưng về phương diện binh lính chưa đủ sức trấn áp và uy nghiêm. Quảng Châu là do cầm súng mà tranh giành lấy. Ngày xưa quân phỉ cướp cảng khắp nơi, bây giờ không còn đám đầu trâu mặt ngựa. Bây giờ chỉ có một chính phủ là nắm được binh quyền, vậy là tốt rồi. Nhưng mà thị trưởng ba, thật lòng con không thích đi đánh giặc. Chỉ cần con có uy thế và oai phong, đâu có ai dám khiêu khích và đụng chạm. Đã là con trai của bà, nhất định con phải biết bắn súng và cưỡi ngựa. Trước đây con coi phim điện ảnh từng thấy nhiều người bắn súng. Còn về cưỡi ngựa, con nhớ có một kỳ nghỉ hè, bác Đường dẫn con tới chỗ bà con ở Giang Tô học cưỡi ngựa. Học được mấy ngày cũng không tệ. Quang Đường, con tưởng biết cưỡi ngựa chơi là được rồi sao? Tưởng chơi đắp cát hả? Sang năm mới con hãy cố gắng tập luyện. Mỗi ngày cưỡi ngựa ít nhất cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ. Là con trai của ba thì nhất định phải văn võ song toàn. Dạ biết. Chỉ biết cúi đầu thôi. Con thử lắc đầu một lần có được không? Mặt nào con cũng giống bà, chỉ thiếu sự can đảm thôi. Thời gian tới
con sẽ có thêm kinh nghiệm, đến khi đó con sẽ tự nhiên có tiến bộ. Ừ. Anh hai, đợi sau khi Thế Kiệt làm thị trưởng rồi cưới được thị trưởng phu nhân, Thiết nghĩ sẽ thay đổi thôi. Tốt lắm. Chúc Đại Thanh sớm ngày khôi phục sơn hà. Thầy à, thành phố này đúng là không biết đón Tết, toàn là đốt pháo, chẳng có chút không khí gì. Con có chuẩn bị một giỏ pháo hoa nè. Wow. Con bị điên rồi sao? Muốn phá sập chỗ này à? Ở bên dưới nhà còn có đám anh em đang ở đó. Là con sơ sót, xin lỗi thầy. Tuy rằng chỗ này không phải Tử Cấm Thành cho phép đốt pháo hoa, nhưng mà vẫn có thể giống như ở trong cung ăn bánh xếp đón Tết đó. Hả? Tôi có chuẩn bị sẵn vài món: bánh xếp Cát Tường, bánh xếp chúc mừng, và còn bánh xếp thắng thế nữa. Cái món này giống như món ngày xưa chúng ta ăn, y chang luôn đó. Tôi nhớ cái đón Tết ở trong cung. Loại bánh xếp thắng thế là kỷ niệm nỗ nhị với Cáp Xích. Thành thái tổ chúng ta đã nhập quan thành công, sau khi chúng ta ăn rồi sẽ giành được thắng lợi mới. Bánh xếp thắng thế, bánh xếp thắng thế, ăn xong cái này thì tối tuyệt hay quá. Thì ra coi chừng xe đó. Tốt, đại nhân này ơi, ai trước cũng lấy. Nè, đi xe, đi xe. Cảm ơn, đi xe. Thế Kiệt xuống rồi. Chào thị trưởng ba, chào cô. Chào con. Ha, sắp lên làm thị trưởng rồi, còn gọi thị trưởng ba. Cái tính cứng đầu của thằng này nó giống hệt như anh, nói sao nó làm vậy. Ba. Tốt. Chúng ta họ Uông có thể lấy được tín nhiệm từ Nam Kinh, đó là bởi vì khi làm việc bà lấy dân làm gốc, Quảng Đông mới có cơm nò áo ấm. Sau khi con nhậm chức, con phải ghi nhớ điều này. Con biết, ba đã từng nói cai trị tốt Quảng Đông dựa vào 6 chữ: Dụng tâm. Vẫn là dụng tâm. Thị trưởng Uông, thị trưởng, giờ lành đã tới, xe cũng đã chuẩn bị xong. Anh hai, đừng làm trễ giờ lành, đi thôi. Được. Đi. Sao rồi thầy? Thầy biết các con rất vất vả, nhưng các con cần phải cố gắng hơn. Lần này chúng ta đào được thuận lợi, đào thêm 4 tiếng nữa chắc chắn sẽ tìm thấy kho vàng. Nghi thức nhậm chức thị trưởng còn diễn ra lâu lắm, chúng ta nhân cơ hội này đào cho được số vàng rồi vận chuyển ra bên ngoài hết, không có ai biết được. Quá vậy, quan mới nhậm chức đâu có thể tới trễ. Phải. Chúc mừng Tứ lão già. Năm mới phát tài, năm mới phát chúc tài. Chúc mừng. Ông chủ Châu mới về giờ. Phải, hôm nay vui như vậy mà. Chào cô Đường, xin chúc mừng. Nghe đồn là cô sắp trở thành thị trưởng phu nhân thì phải. Đâu có, không có chuyện đó. Tôi hiểu, thị trưởng lấy sự nghiệp làm trọng, nhưng khi tới ngày vui của hai người nhớ đừng quên phần của tôi nha. Xin chúc mừng. Ông Vũ Bành. Xin chào. Dạ thiệt đúng là hồ đồ quá, con đừng có để bụng. Miếng thịt mỡ đó ăn vô bụng rồi còn phải nhả ra nữa. Dạ đừng nói nữa nè, mình vào chỗ. Mình đi. Các vị quan khách, kính thưa các vị đại biểu, các vị lãnh sự, các vị hương thân thượng lưu Quảng Châu,
đại diện những tầng lớp và công dân Quảng Châu. Bây giờ tôi long trọng tuyên bố nghi lễ thị trưởng nhậm chức bắt đầu. Trong giờ phút này, chúng ta xin mời ông thị trưởng Uông Kế Nghiêu và người kế nhiệm chức thị trưởng anh Uông Thế Kiệt tiến vào hành trình. Xin mời quý vị an tọa. Hình như có thứ gì ở trong này. Nè, để em coi thử. Ơ, chuyện gì hả? Nhìn giống miếng ngọc thạch. Là chữ chính. Ung chính. Là ngọc tỷ của ung chính gia. Hả? Hả? Wow, không ngờ vô tình để chúng ta phát hiện được. Là ngọc tỷ của ông chính gia thiệt. Chắc do ông chính gia hiển lên đi máy. Sự việc trọng đại, nhất định chúng ta phải đào khắp phạm vi này. Có khả năng phát hiện thêm nhiều thứ liên quan tới ông chính gia. Khoan đã. Nhưng nghi lễ nhậm chức sắp bắt đầu, làm gì chúng ta sẽ không kịp vào kho vàng. Ngọc tỷ của ông chính gia là thánh vật, quan trọng hơn cả vàng nữa. Phải rồi, nè, chào đi. Các vị quan khách, ông Uông Thế Kiệt kế nhiệm thị trưởng có đủ tài đức, được nhậm mệnh của chính phủ Nam Kinh. Mời các vị đang ngồi bên dưới cùng chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này. Bây giờ xin được mời người giám thề, ông Uông Kế Nghiêu. Bây giờ xin được mời người kế nhiệm thị trưởng, ông Uông Thế Kiệt bước lên đài tiến hành lễ tuyên thệ. Nguyện thề lấy chí thành, tuân theo pháp lệnh quốc gia, tận trung thủ chức, báo hiệu đất nước, y phép chấp hành chức quyền hành xử chức vụ thị trưởng. Không lãng phí ngân sách, không lạm dụng nhân viên, không kinh doanh trái phép, không tiếp nhận hối lộ, cần cù khiêm tốn, phục vụ cho dân. Nếu có trái lời thề, đồng ý chấp nhận hình thức xử phạt nghiêm khắc nhất, xin thề. Cẩn thận nha.
Bảo Linh, bà Bảo Linh, chạy đi, chạy đi. Bảo Linh, thị trưởng à, ông ngồi phía sau, lên xe Bảo Linh. Chưa xe chạy. Nhã Diện, nguy hiểm đó. Thị trưởng. Nhà. Sao rồi? Chị ấy nhanh quá. Để cẩn thận. Anh tìm xe đón em. Quên, chạy. Cẩn thận. Anh Phi, có sao không? Bị trúng đạn rồi. Anh Phi. Hả? Đưa vào nhà thương, mà lên. Có chừng. Lễ Hòa, anh sao rồi? Anh không sao, còn em. Bao đi anh đi về thương. Anh Phi. Thị trưởng không sao chứ? Bảo vệ thị trưởng rời khỏi đây. Con tính làm cái gì đó nhỏ dần. Con phải tới bệnh viện tìm anh Phi. Đang loạn lạc, mai mốt rồi tính. Không được, anh nhất định phải đi. Em phải tìm anh Ban. Anh Ban đâu? Mất mỗi gì tới anh, tránh ra. Bây giờ chạy mau. Bảo Bảo, nguy hiểm, quay lại đi. Bảo Bảo. Chạy mau lên đi. Mau lên. Mau lên đi. Có nằm không vậy? Bộ đuôi hả? Tự nhiên xong ra được. Xin lỗi, tôi muốn mượn xe của anh một lát nha. Cảm ơn. Hả? Mùng năm quả nhiên là ngày lạnh ha. Ha, chú Kim nói đúng thiệt đó. Tôi từng nói sẽ giúp anh, nhưng không có nghĩa đồng ý cho anh bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Chỉ cần đạt mục đích, không cần biết tôi dùng thủ đoạn gì. Con người anh đầy giả tâm, chính phủ Nam Kinh sẽ không hợp tác với anh. Thì ra chúng ta vẫn còn cơ hội để phân cao thấp. Đệ nhất xã thủ trường quân sự Quỳnh Bố, anh đã bị thua. Đồ chết bầm mà. Thiệt ngại quá. Giờ rồi em nhất thời quýnh quán, nói năng hơi thô tục một chút. Anh có sao không? Em vội lắm. Anh thiệt là. Cái xe chạy mau lên. Tôi kêu anh lái xe. Không ngờ chứ gì. Bộ trưởng U. Tôi đợi anh mòn mỏi, chỉ muốn đợi tới khoảnh khắc này thôi. Từng ngày quá tôi muốn hỏi Tô Phi đang ở phòng nào. Là Tô Phi nào? Là Tô Phi vừa rồi bị thương, được chuyển tới từ quảng trường Hòa Bình đó. Hay giờ cô ạ, hôm nay có rất nhiều người bị thương được chuyển tới đây. Không biết là cô đang nói người nào. Hay là cô tới phòng hướng dẫn hỏi thử đi có được không? Cảm ơn nha. Đúng là Tô Phi đó hết cứu được rồi. Hết cứu được rồi. Cô y tá, tại sao không? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Tô Phi.
rồi. Anh đừng bao giờ bỏ em nha Tô Phi. Em xin lỗi anh. Thật ra em rất yêu anh đó Tô Phi. Tô Phi. Thiệt hả? Tô Phi. Tô Phi, anh chưa chết sao? Đầu năm đầu tháng, không lẽ em tính trù anh chết hả? Anh hư lắm nữa. Đau. Anh biết là em lo cho anh lắm không? Đau quá. Em xin lỗi. Ngồi nghỉ đi. Dù sao cũng mới bị trúng đạn, em còn dùng tay đánh nữa thì là đau quá. Em đâu có biết đâu. Có đau lắm không? Còn chịu nổi. Rõ ràng bị trúng đạn mà. Sao giống như chưa xảy ra chuyện gì? Thì cũng tại bà chủ. Má của anh nói năm nay tốt số nên mua lại cái miếng thẻ vàng cho anh. Chính nhờ nó đã cứu mạng của anh. Miếng thẻ vàng này trông giống miếng gạch vàng hơn đó. Thì nhờ miếng vàng này đỡ giùm anh viên đạn, lực sát thương bị giảm xuống nên anh mới thoát được kiếp nạn. Coi vĩnh hơn đó. Nè, hình như là người hơn là em. Gì chứ? Bộ anh có nói sai hả? Lúc nãy trong lúc em tưởng chừng anh đi rồi, khóc lóc cả người run rẩy luôn, chứng tỏ em rất là quan tâm tới anh và đã biết hối hận. Nhưng bây giờ đã thoát nạn, em còn rất nhiều cơ hội để bù đắp cho anh mà. Chẳng biết anh đang nói gì nữa. Không biết cũng không sao. Điều mấu chốt là trong lòng của em đã hiểu được. Phải. Vừa rồi em chạy vòng vòng tìm anh, y tá nói anh hết cứu được rồi. Hả? Là cô này nè. Anh Tô Phi khỏe rồi. Phải. Lúc nãy thấy anh được băng bó còn ghẹo gái ngọt xớt. Anh đúng là hết cứu được rồi. Cũng may giờ anh đã thoát nạn, xin chúc mừng. Cảm ơn nhiều. Bộ anh thích ghẹo gái ngọt xớt vậy sao? Thiệt ngại quá, tôi làm việc đi. Thân lắm hả? Đâu có, làm cái gì mà thân. Đâu có mà ghẹo người ta vui như vậy. Cũng tương đối thân, chỉ gặp mặt có vài ba lần thôi. Vậy sao? Vừa rồi thấy rất là đau, rất lo sợ nên mới nói dẫn mấy câu để tạm thời quên cơn đau. Nghĩa là giải bài lý lẽ nên được bỏ qua. Không phải. Anh hứa với em mà. Anh hứa sau này sẽ sửa đổi. Anh hứa với em, nhất định anh sẽ sửa đổi. Nghe không có rõ. Nè, nghe đây. Chủ nhân của Vĩnh Xương Thịnh là Tô Phi tôi. Sau này tôi sẽ sửa đổi. Không chỉ là nói suông miệng, không có ghẹo gái nữa, không có hứa miệng nói bậy. Là anh nói đó nha. Phải. Không phải. Nhưng ít sợ trong số đó không có em. Tật xấu không đổi. Chuyện tình. Nè, chờ anh với nè. Anh sao rồi? Còn đâu. Căn cứ theo điều tra, phát hiện lần này có đảo chánh, toàn bộ dâu một tay Uông Chấn Bang gây nên. Thậm chí hắn cấu kết với bên Quảng Tây, mật mưu tạo phản. Cũng may binh lính của ta anh dũng tác chiến, chống được phiến quân thành công, ngăn cản đảo chánh. Uông Chấn Bang thế nào? Uông Chấn Bang đã bị bắt, đang chờ xử theo quân pháp. Ngoài ra bên chính phủ Quảng Tây đã phái đại diện liên lạc với con. Chính vì sự kiện lần này họ cảm thấy áy náy. Họ nói rằng một bộ phận quân lính đã chịu sự xúi dục của Uông Chấn Bang, cho nên đã bị xử phạt. Còn về sự tổn thất của chúng ta, họ đồng ý bồi thường và hứa hẹn sau này sẽ không tái diễn. Con hãy nhớ kỹ, trên đời này không có bạn bè nào mãi mãi, cũng không có lời hứa nào chắc chắn giữ được. Tình trạng thương vong thế nào? Theo như báo cáo từ phía bệnh viện, không có tử vong, chỉ có 40 người bị thương và đại đa số đều là vết thương nhẹ. Còn về đại bác của đội quân, trong đó có một phát pháo đánh trúng tại một nác đang đậu ở Châu Giang, phát pháo còn lại đánh xuống chân núi Bạch Dân, nên tình trạng thiệt hại không đến nỗi nghiêm trọng. Đây cũng là lần đầu tôi chứng kiến một sự kiện lớn như vậy, nhưng tình trạng thương vong là ở mức thấp. Có lẽ Thế Kiệt thật sự là hồng phước tệ thiệt. Lần này đảo chánh cũng may được dẹp im xuôi, con cảm thấy may mắn. Nhưng lần đó ở quảng trường, rõ ràng con nghe được mấy tiếng đại bác, nhưng rồi không nghe thấy nữa, không biết là tại sao. Về mặt thi hành chính sách, con thật sự nổi bật hơn ba, nhưng về quân sự còn kém xa lắm. Không lẽ là ba? Đừng tưởng ba chỉ là người thô lỗ. Đúng là tính tình của ba hơi thô lỗ, nhưng nếu cần sẽ ứng biến. Nghi thức nhậm chức quan trọng như vậy, đương nhiên ba lo sẽ có cái đám đầu trâu mặt ngựa đứng sau lưng để gây chuyện. Ngoài việc hậu bị kho vàng, ba cũng đã bố trí một đội quân rất giỏi để cho họ canh giữ các khu vực quan trọng. Nếu có gì kỳ lạ lập tức hành động ngay. Ba đã nhìn ra lòng dạ xối làng của Uông Chấn Bang lâu rồi, nhưng không thể đột nhiên ra tay với hắn. Suy cho cùng hắn cũng chức cao quyền trọng, làm như vậy khó mà phục chúng. Cho nên đợi lần này hắn sách động đạo chính,
cuối cùng có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt, loại bỏ được cái gai. Ngoài việc ba đã sắp xếp, lần này con có thể thoát khỏi kiếp nạn. Cũng nhờ có một tổ chức muốn khôi phục lại đế chế. Ồ, nhóm cháu chúng quản niên này lại muốn đào một đường hầm thông tới kho vàng để trộm gạch vàng, nhưng nửa đường gặp phải tai nạn, đường hầm bị sụp, cũng gián tiếp phá hoại kế hoạch của ông chấn bàn, đồng thời cứu vớt được rất nhiều sinh mạng. Thế Kiệt, con định xử trí họ thế nào? Trong phim điện ảnh sự ra đời của một bách phu trưởng có một lời nói vàng: thành La Mã không phải được xây dựng trong một ngày. Con thẩm tra rồi, họ đều hiểu rằng không còn hy vọng khôi phục đế chế, đồng ý đầu hàng. Dù sao họ cũng có ơn với con, cho nên con quyết định đặc xá cho họ. Cái đồ mê điện ảnh, được rồi tùy con. Nhưng mà có phạt ắt có thưởng. Trên dưới Vĩnh Xuyên Thịnh, có công bảo vệ thị trường sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Mặt khác, trong thời kỳ quân ta tác chiến với bội quân, người dân Quảng Châu cũng góp một phần sức chống lại bội quân, nên thị trưởng đương nhiệm đã căn dặn miễn đóng thuế một năm. Con đã học được cách yêu thương người dân, bà rất yên tâm. Nhưng còn một chuyện bà thấy chưa có yên lòng. Là chuyện gì hả ba? Ly trà của con dâu bà. Con tưởng bà không biết gì sao? Nhớ kỹ, bây giờ con là thị trưởng đại lão già, con nói sao phải làm vậy. Con thích cưới cô gái nào cứ chọn đi, không ai dám nói này nọ đâu. Con trai của Uông Thế Nghiêu không cần đếm xỉa tới lời chỉ trích của thiên hạ. Ba, bà đã cho cô hai của con một bài học. Chuyện của đàn ông, bà đặt ý kiến cái gì, đúng là hoang đường. Cô chỉ quan tâm cho con. Con nhớ nha, đàn ông con trai lại là thị trưởng, con thích sao cứ làm vậy. Nếu như không, sau khi cưới vợ, thấy cô nào ưng ý cưới thêm cô nữa, con thích thì được rồi, mười mấy hai chục vợ bé cũng không sao. Hoang đường. Cưới vợ về là để yêu thương, cưới nhiều quá làm gì. Con thực hiện chế độ một vợ một chồng. Dám trả trèo với bà hả? Khá, khá lâm. Con trai của bà đã biết cách nạt người ta hoang đường, nghĩa là thừa hưởng phong thái quân nhân của bà. Đúng là hổ phụ sanh hổ tử. Diệu Tổ. Dạ. Bao nhiêu năm sau lưng tôi anh đối xử thế nào bản thân anh hiểu rõ. Ờ, ý của ông lão thị trưởng là... Đó chính là một lòng trung thành đối với tôi. Vì vậy tôi muốn thăng chức cho anh làm phó thị trưởng, để anh có thể giúp cho Thế Kiệt. Dạ, cảm ơn lão thị trưởng đề bạc, thuộc hạ đã rõ. Mai mốt phải đổi cách xưng hô, tôi chỉ là ông Uông, còn trai tôi mới là thị trưởng. Dạ, Uông lão thị trưởng. Ờ, ở đây hết việc của anh rồi. Uông lão thị trưởng, ngài thị trưởng, thuộc hạ cáo lui. Lối vào đường hầm của giáo phái Hoàng Liên thông đến kho vàng, bây giờ trở thành viện bảo tàng ngọc tỷ của Tiền Mãn Thanh. Tuy rằng họ không thể khôi phục Đại Thanh, nhưng lại muốn giới thiệu lịch sử của Đại Thanh cho mọi người, tuy nhiên quốc oai của Đại Thanh. Còn diễn mấy vở kịch quen thuộc, không biết họ vui biết nhường nào. Còn về đám khổ sai Vĩnh Xương Thịnh. Bà chủ. Hey, anh Long. Hey, Long, anh Long. Cảm ơn. Chúc mừng Thanh miệng rộng. À không, hiệu xe kéo Vĩnh Xương Thịnh của chị Thanh lại lập tiếng tung. Cảm ơn. Ê, thị trưởng tới kìa. Xin mời. Thị trưởng, cảm ơn đã đến mặt. Cảm ơn. Đều là người nhà, không cần câu nệ. Chị Thanh, hey. Tôi chúc mừng Vĩnh Xương Thịnh của chị làm ăn phát đạt, ngày càng thịnh vượng. Cảm ơn nhờ hồng phúc của thị trưởng. Điều là nhờ thị trưởng nấy mặt thôi. Hey, bà chủ à. Hey, má đang đứng ở đây còn kêu cái gì? Còn đâu phải là kêu má, đang kêu vợ của mình, là người kế nhiệm bà chủ Vĩnh Xương Thịnh, Đường Nhã Dân. Anh đang gọi tôi vậy nè. Ý, tôi đang ở trong bếp nấu canh với kho gà, chuyện gì mà kêu la sùm? Nói gì thì nói, hôm nay có bao nhiêu người ngồi bàn ăn? Bà xã đại nhân, anh đang định là báo cho em chuyện này. Hiếm khi anh Long chú Hòa và anh Cũ đặc biệt tới chúc mừng hiệu xe kéo khai trương lại. Thôi thì chúng ta bao hết thượng phẩm lầu để ăn mừng dịp này. Được. Nếu vậy thì mấy món em nấu cho ai ăn đây? Anh quyết định đi ông chủ. Được rồi, để dành ăn khuya. Thật ra bây giờ có bà chủ nhiệm kỳ sau phụ giúp nấu nướng, em thấy khỏe hơn nhiều.
Thật ra bà chủ nhiệm kỳ sau không lo nổi cơm nước cho mọi người. Tại sao? Cộng thêm Thuận Đức, Nam Hải, Phật Sơn, Tây Tiệu, Trạm Giang Hạ, Mông Phúc, Châu Hưng Cảng, 18 chi nhánh của Vĩnh Sương Thịnh sắp khai trương ở Đại Sơn, có mấy chục ngàn người, cố lo được bao nhiêu người đây? Nói cũng phải. Anh Chiêu, hơi của anh bình thường rồi. Quân y chúng tôi đúng là tài giỏi. Mai là nhờ cái thị trưởng, bệnh hen suyễn của tôi đã hết hẳn rồi. Bây giờ tôi có thể hát nữa. À phải, tép còn đâu? Tép còn kìa. Chào mọi người. Cô Phương, nhìn cô khác hẳn, rất có khí chất, giống như một thiếu nữ văn nghệ. Thị trưởng quá khen rồi. Đây là tác phẩm mới của tôi, tặng cho anh. Được, cảm ơn. Ê, tép con, bút danh của em hình như gọi là cái gì, Ái Linh thì phải. Anh Tu, là bác Ái Linh. Tác phẩm của tép con rất là hay, đánh động được nhiều người. Cho nên sắp tới cô sẽ cùng tôi về Nam Kinh để ôn lại văn học. Và còn dự định tham gia cuộc thi thơ văn học cả toàn quốc nữa. Wow, ghê quá. Thiệt là không ngờ tới một cô bé khổ sai, nói toàn lời thô tục, thích dùng nắm đấm, lại có thể trở thành một nhà văn học hả? Một thiên kim tiểu thơ ương ngạnh ngang bướng, chỉ biết tới thân phận, lại trở thành con dâu của má. Ông trời à, khi nào mới tới lượt tôi bước lên ngôi vị hoàng hậu mà kìa. Bà chủ à, chắc chắn sẽ có cơ hội mà. Chị mà, bây giờ tiếp con nhà tôi sẽ giao lại cho anh phải chăm sóc nó thật tử tế. Dạ biết. Nè tiếp con, bây giờ em có bản lĩnh hơn anh hai, nhớ đừng có quên cội nguồn. Dạ em biết. Nếu tiếp con không chịu nghe lời thì hạ giá phú quý. Phú quý Cát Tường. Cát Tường may mắn. May mắn liền tiếp. Năm nào cũng có hôm nay. Hôm nay có một thị trưởng ở đây, thật good. Hay lắm. Thì à, tới giờ làm rồi. Xin mời 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 thị trưởng qua đây, qua đây, mời qua đây. Ấy này này này, mời mời mời. Xin mời. Xin mời. Cảm ơn. À thị trưởng mời. Đường Vĩnh Sương Thịnh. Ý, ai mà trông quen mặt quá vậy? Là Phụng Hở Môi. Nghe đồn cô đã mất tích vào một năm vừa qua, thì ra đã tới Hương Cảng. Hi da, nỗi khổ bản tính không sửa đổi, gia nhập băng nhóm lừa đảo, cuối cùng vẫn phải ngồi tù. Chú Tam sau cuộc tình đau khổ đã tu tâm dưỡng tánh, mở một ngôi trường dạy học miễn phí ở thành phố, nói rằng phải đào tạo cho lớp nhỏ. Bà cô hai thì ngon lành, luyến tình chị em với anh Bảo. Kết quả đơm hoa kết trái, hai người cùng nhau hợp tác, dựa trên quá trình luyến tình viết thành kịch bản tựa đề Kiếp Trước Ân Ái. Còn về Thiệu Nghiệp, nhìn tướng của con, chắc con bé kia bám chắc con như keo chứ gì. Bây giờ con đau khổ lắm, không được phép uống rượu, thì dù uống quá chén cũng không thể bắt chuyện như những cô gái khác. Ba ơi, cô ơi. Đường Thiệu Nghiệp, anh học tiếng Anh chưa? Have you? Yes ma'am, tôi đã học hết các bài học và cái chương rồi. Good boy. Yes, thank you ma'am. Đứng im, đi theo em cùng hát bản tình ca. Alright. Hơi à, mặc dù con bé này hơi dữ, có điều cổ biết tiếng Anh à. Hơi chị biết không, lần trước Thiệu Nghiệp chính là ở xà diện uống xài rượu mới biết cổ. Xem ra vở kịch hay của chị phải đóng tập tiếp tục rồi. Tức là gì? Kiếp trước không rèn luyện. Ủa Nhã Viên, cô lại đi nữa sao? Dạ phải. Ngoài kia lạnh lắm, mang đủ áo ấm chưa vậy? Chuyện gì phải đi xa, con đi đâu? Bây giờ hãng Hiệp Hòa khuếch trương kinh doanh, bận rộn lắm. Nhã Văn lại quản lý tổng hãng ở Quảng Châu cũng rất là khá, nên con với anh Tề cùng qua Thượng Hải dạo quanh các chi nhánh. Nếu con được kết hôn với Lễ Hòa thì bản thân đâu cần bôn ba tới như vậy. Giống như con Hải với anh Bảo, tuy rằng hơi muộn một chút, nhưng mà lại... Thôi được, Nhã Viên biết cân nhắc mà. Cẩn thận nha. Vậy con đi nha. Bảo trọng. Có câu mùng năm ngày lành mọi chuyện đều tốt, mong ước của mỗi người đều đạt được. Thái Dương mọc vào mùng 6, cô hai Đường gia trong lòng có điểm tựa, chỉ tại nhân duyên chưa có kết cuộc.
em bị người khác gì? Chia rẽ quyền ương, chỉ có thể lặng lẽ đi nơi khác. Phim điện ảnh này có tựa đề Công chúa cô đơn mong đợi hoàng tử. Ỷ, dường như sắp có kết cục viên mãn. Ngồi vững nha. Anh làm gì vậy? Bắt ép người đẹp. Anh không thể chỉ mãi mãi làm hoàng tử rồi rút đầu. Anh muốn làm bạch mã hoàng tử. Không những anh phải cứu công chúa mà còn phải giành lấy công chúa. Anh cởi con ngựa trắng tới đây. Em nói anh không phải bạch mã hoàng tử cũng không được. Có điều anh không sợ cổ của anh không thích sao? Những điều anh muốn làm chỉ cần là đúng, mặc kệ người khác nói cái gì. Như ba anh thường nói, mấy người đó đúng là quan đường. Bây giờ tôi sợ bên cạnh một nửa yêu dấu của mình. Có ai dám phản đối hay không? Wow, có cần long trọng thế vậy hay không? Hòa thiếu gia dùng chiêu cởi chiến mã tới cướp cô dâu hả? Chị hai, anh Hòa giỏi thiệt. Hai người cũng đâu có thua kém gì. Có qua hay không cũng phải cưới vợ. Quang đường. Thì giỏi hả? Thì thử coi, anh tới bánh phà qua địa trước tiên thì người đó thắng cuộc. Kẻ thua cuộc phải khao một câu. Được thôi. Bà xã, ngồi vững. Ngồi vững. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.